Những cú lừa còn đánh vào lòng trắc ẩn có trong mỗi người, giống như dòng thông tin kêu gọi giúp đỡ, lo an táng bé trai tử vong vì ung thư, viêm não đang lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua. Chân tướng sẽ làm tất cả mọi người chích hứng, nhưng sau đó sự việc còn gợi lên nhiều suy nghĩ trong lòng người. Mạng xã hội xuất hiện bài đăng kêu gọi từ thiện giúp cháu trai Quang Quốc Tê cùng hình ảnh một bé trai đang nằm trên giường bệnh. Nội dung bài viết cho biết, gia đình bé quê ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Bé mắc viêm não mô cầu và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh suốt 2 tháng nay. Do bệnh tình trở nặng, 1 giờ sáng qua, bé được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tài khoản viết, gia đình hiện giờ khó khăn, không xoay sở được nên mới đăng bài, mong mọi người trủ lòng thương giúp chút chi phí để đưa con về làm đám tang. Người này còn đăng kèm số điện thoại và số tài khoản nhận tiền, kèm thông tin còn có giấy chứng nhận bệnh nhân tử vong với chẩn đoán ung thư, viêm não có chữ ký, dấu mộc đỏ của bác sĩ trưởng khoa và giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định đây là thông tin giả mạo, giấy chứng nhận bệnh nhân tử vong không phải do đơn vị cung cấp. Bệnh viện cũng đã minh bạch danh sách và khẳng định không có bệnh nhi này. Những dòng tin ảo nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là sau mỗi cú lừa như vậy, thứ mất nhiều hơn chẳng phải tiền bạc mà là niềm tin của những người tử tế. Mạng xã hội thì luôn có hai mặt. Đám tang nghệ sĩ Vũ Linh bất ngờ xuất hiện những chuyện lạ chưa từng có. Trực tiếp lễ động quan nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gào thét khóc hết nước mắt. Đêm ca nhạc cực hoành tráng, Quang Lê Mạnh Quỳnh tại lễ tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xúc động khi Hồng Loan Hồng Phượng nằm xuống đường. Không dừng lại ở những màn xô đẩy chen lấn gây náo loạn tại đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hội kênh mạng còn đưa tất cả hình ảnh clip có được lên mạng xã hội và câu kéo người xem theo cách phản cảm nhất. Nhiều người vô cùng bức xúc, thậm chí không hiểu nổi vì sao những TikToker, YouTuber này có thể làm những việc bán mổ trước một người nghệ sĩ vừa nằm xuống như vậy. Họ bất chấp việc phản giác quá và cả thiếu đạo đức chỉ vì chạy theo câu like, câu view kiếm tiền. Tại đây, ngoài việc theo dõi diễn biến của đám tang, nhiều người còn chỉ ống kính về phía các nghệ sĩ đến chiến. Mỗi khi có người nổi tiếng xuất hiện thì nơi diễn ra lễ tang lại có những tiếng reo hò, chen lấn để chụp ảnh hoặc gọi lớn tên của các nghệ sĩ, tạo nên khung cảnh vô cùng nhốn nháo. Và chỉ vài giây sau, những hình ảnh clip quay dội này sẽ chiếm trệ trên các nền tảng mạng xã hội với đủ mọi tiêu đề để câu like, câu view. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng đáng lên án này. Từ đám tang của cố nghệ sĩ Chí Tài, Anh Vũ hay Mai Phương, các YouTuber và TikToker đều hoạt động hết công suất và cũng giật tiết hết mình để kiếm về những lượt xem trên kênh của mình. Quả thực, không một người dùng mạng xã hội văn minh tử tế nào là có thể tưởng tượng được những cách mô tả phản cảm một đám tang để kích thích sự tò mò thế này. Vậy mà mỗi clip dẫn thu hút hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn lượt xem của cư dân mạng hiếu kỳ. Trong một thế giới mà những nút like, share, ngự trị thì người nắm quyền lực cao nhất chính là người xem. Nhiều lần dư luận thể hiện sức mạnh của mình trong việc tẩy chay triệt để những người làm nội dung bẩn. Gần nhất là trường hợp của TikToker Nuno bị bay màu khi dùng những câu từ mang tính miệt thị xúc phạm người nghèo. Và có lẽ những sự lố lăng lần này cũng cần phải được dẹp bỏ để làm sạch môi trường mạng.